Hey yo, what's up? Chào mừng mọi người đã trở lại với 2 phút thứ hai hàng tuần. Và ngày hôm nay mình sẽ cùng mọi người chia sẻ là picture profile nào thì đẹp nhất cho máy ảnh Sony. Thì trong danh sách của chúng ta sẽ có 3 picture profile. Thứ nhất là S-Cinetone, là một cái hệ màu khá là mới và có trên những máy như là A7S3 này, A74 này. Thì cái hệ màu này mình thấy là có rất nhiều bạn cũng đang quan tâm là được PR là hệ màu rất là đẹp và đẹp ngay khi mà mình quay xong. Thì liệu nó có tốt như lời đồn hay không? Thứ hai đó là Hatlock này. Hatlock là một cái hệ màu mình rất yêu thích và mình dùng rất nhiều năm nay rồi. Và thứ ba đó là Adlock. Thì Adlock là cái hệ màu không cần phải nói nữa. Nó là cái hệ màu khủng nhất trên máy ảnh Sony. Thì mọi người cứ xác định là muốn đỉnh nhất thì chúng ta chơi Adlock. Nhưng mà không phải lúc nào chúng ta cũng sử dụng Adlock, mà không phải lúc nào chúng ta cũng sử dụng S-Cinetone. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu phân tích kỹ cho mọi người để mọi người hiểu xem là trường hợp nào thì chúng ta sử dụng hệ màu nào nhá. Đầu tiên đó là hệ màu S-Cinetone. Thì đây là cái hệ màu mới ra mà có mặt trên những chiếc máy ảnh như là A74 này, A7S3 này. Thì hệ màu này nó lợi thế chỗ nào? Đó là hệ màu này mọi người không cần thiết phải chỉnh sửa gì cả, mà chúng ta quay một phát là da rẻ chúng ta hồng hào ngay này. Và nó đẹp ngay tức khắc, ngay từ trong máy ảnh. Hồi xưa chúng ta hay nói là muốn da đẹp thì phải quay như Canon. Nhưng thực sự là với cái công nghệ hiện tại thì gần như là tất cả các máy ảnh nó cũng gần ngang nhau rồi. Và thậm chí cái S-Cinetone thì mình thấy là da người cực kỳ mịn màng và hồng hào. Tuy nhiên nó có một nhược điểm, đó là khi mà lợi thế chúng ta có màu sắc đẹp sẵn luôn, thì nhược điểm của nó ngược lại đó chính là cái dynamic range. Hiểu một cách đơn giản, đó là cái sự chênh lệch giữa vùng sáng và vùng tối của nó không được rộng. Như ở thông số đây thì mọi người thấy là S-Cinetone là một trong những hệ màu mà có dynamic range thấp nhất. Thế nên là nếu mà mọi người quay ở trường hợp nào mà cái sự chênh lệch vùng sáng và vùng tối nó nhiều quá, thì bức ảnh chúng ta trông nó sẽ khá là gắt, khá là contrast, và trông nó không được mịn màng, trông nó không được mượt. Thì với cá nhân của mình vẫn sử dụng S-Cinetone trong trường hợp khi mà mình làm livestream. Bởi vì livestream thì mình không thể nào mà chỉnh sửa màu sắc được. Thế nên để có tông màu đẹp ngay khi livestream thì mình thường dùng S-Cinetone. Và những cái ánh sáng như ở studio mọi người thấy là mình setup ánh sáng đầy đủ đây này. Thì với cái ánh đèn này thì mình có thể điều chỉnh ánh sáng làm sao cho ánh sáng nó không bị chênh lệch nhiều quá. Picture profile thứ hai đó là Hatlock. Thì Hatlock là một cái hệ màu mình rất yêu thích, bởi vì hồi xưa mình dùng A73 ấy, chiếc màn ảnh A73, thì thực sự là nhiều trường hợp ví dụ buổi đêm mình quay tối là nó sẽ rất là yếu. Thế nên là mình sử dụng Hatlock thì gần như là sử dụng cho tất cả trường hợp luôn, nó rất là tiện. Mình đỡ mất công cứ phải chuyển Adlock này, rồi vào tối mình lại chuyển Hatlock này. Đấy, thì Hatlock 3 nó cũng cho mình một cái dynamic range khá là tốt. Tuy nhiên thì so với S-Cinetone, nó sẽ bị một cái nhược điểm là hệ màu nó vẫn phải chỉnh sửa một chút. Ví dụ mọi người đang thấy là cái vlog này của mình này được quay bằng Hatlock, thì cái màu sắc gốc của nó là trông như này này. Đấy, nhưng mà với một nút bấm khi mà mình chuyển cái hệ màu của nó sang BT2020 thì nó sẽ như này. Đó, mọi người có thể thấy không, là một nút bấm nó sẽ chuyển cho mình từ màu da nó hơi vàng một chút sang cái hệ màu mà mình thấy là bây giờ nó cũng rất là đẹp. Những ai mà có khả năng dành một chút thời gian để chúng ta vào phần mềm chúng ta chỉnh sửa ấy, thì Hatlock xem là một cái lựa chọn rất là tuyệt vời. Hệ màu cuối cùng là Adlock, thì mình đã có nguyên một cái video rất dài nói về Adlock rồi. Mọi người chỉ cần xem cái video đấy là gần như có tất cả đầy đủ, từ cách đo sáng này, cách chỉnh màu này và tất cả mọi thứ liên quan đến Adlock thì đều ở trong video này rồi. Nhưng mình vẫn sẽ tóm tắt lại là cái Adlock nó mạnh hơn hai picture profile kia rất là nhiều. Nó sẽ giúp cho mình cái dynamic range, nghĩa là cái giải chênh lệch sáng và tối nó rộng nhất. Thì khi đó ví dụ là giả sử mọi người quay mình ở ngoài trời đúng không, chúng ta vừa lấy được trời mây xanh này, những cái vân mây chi tiết rất rõ nét, mà bên dưới chúng ta vẫn lấy được chi tiết mà nó không bị tối. Đấy là cái lợi thế của Adlock. Và thậm chí như những cái video trong nhà như này, nếu mà mọi người để dynamic range nó cao thì trông các chi tiết nó cũng sẽ mịn màng hơn. Đấy, nhưng mà cái lợi thế chính vẫn là ở những cái vùng mà ánh sáng nó khắc nghiệt, ánh sáng nó xấu ấy, thì Adlock nó sẽ giúp cho mình chỉnh sửa được nhiều nhất. Thường những cái job nào mà đắt tiền mà quan trọng của mình ấy, là đa phần mình sẽ quay Adlock 100%. Tuy nhiên thì nhược điểm của Adlock như mình đã nói là mọi người sẽ phải căn sáng rất là kỹ, và chúng ta sẽ mất thời gian cho luyện kỹ năng là đo sáng này, đo sáng chuẩn xong không bị noi, về nhà lại mất thời gian học chỉnh màu. Về chỉnh màu Adlock nó không thể nào một nút bấm mà nó cũng phải lo ngoằng. Đó, đây là những cái kinh nghiệm cá nhân của mình, hy vọng là nó sẽ hữu ích với mọi người. Và nếu mà mọi người quan tâm nhiều hơn về màu sắc, cách chỉnh màu, thì hiện tại mình cũng đang có một cái khóa học về chỉnh màu. Mọi người có thể tham khảo khóa học của mình ở link phía bên dưới nhé. Nếu thích video này nhớ nhấn like, comment cho mình biết phía dưới. Và mình sẽ hẹn mọi người ở 2 phút thứ hai tuần sau. Peace!